không có động cơ nào hết, bởi vì hồi 575 là tôi đã sắp xếp đầy đủ hết, sẵn sàng chỗ máy bay gì cho ông già, bà già, cho vợ con đi, mà cuối cùng là bà già kiên quyết với anh em không đi, tôi không đi được nữa thì tôi nghĩ là tôi không bao giờ tôi đi nữa. Ông Trương Văn Ẩm, một nhân viên trong ngành kỹ thuật hàng không làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất, được giữ lại trong Cục Kỹ thuật Không quân sau năm 1975, bắt đầu câu chuyện kể của mình qua câu hỏi của Hòa Ái rằng động cơ nào khiến ông đi đến quyết định trở thành một tên không tặc đối với chính phủ Việt Nam lúc bấy giờ. Tuy cuộc sống của ông và gia đình không còn được sung túc như thời Việt Nam Cộng Hòa, nhưng vẫn tốt sau khi Sài Gòn đổi tên thành thành phố Hồ Chí Minh. Ông Ẩm không hề manh nha nghĩ đến một cuộc ra đi nào sau khi cả gia đình quyết định ở lại Việt Nam. Thế nhưng, một chuyến công tác ra Hà Nội đầu tiên và cũng là cuối cùng đã tác động ít nhiều đến cuộc không tặc định mệnh trong cuộc đời ông. Đùng một cái thì cái năm 79 là lễ mùng 2 tháng 9 coi như lễ Quốc Khánh. Tối tôi đang nhà coi tivi với bà con lối xóm thì ông thị trưởng lái xe ghép ra đi với mấy người lính ra, ông nói tôi anh có lần phải đi công tác Hà Nội. Vì hồi mà mất nước khi tôi ở lại đó thì có yêu cầu tôi đi Hà Nội mấy lần tôi không muốn đi, không biết tại sao hết cái động lực nào suy kiến tôi nhận lời tôi đi liền. Cái nhiệm vụ của tôi thứ nhất là tôi phải coi một chiếc bay C-130 thì hư lâu rồi mà không có sửa được. Cái nhiệm thứ hai là tôi phải vào kia cái bộ tư lệnh không quân mà nó có cây là Cục Kỹ thuật Không quân để mà thuyết trình những cái hoạt động máy bay của Mỹ ở trong này cho mấy ông người lớn nước ngoài nghe đó. Tôi ra Hà Nội, thầy coi tôi check thì chiếc bay nó có hư hỏng nặng, nó chỉ hư một cái chuyện nhỏ thôi, nhưng mà tại mấy người không có kinh nghiệm á, tôi lên tôi quay máy tôi hỏi, tôi chỉ nghe mà mở ra làm nó có nửa tiếng ngồi xong. Nhiệm vụ thứ nhất đã hoàn thành nhanh chóng và đến giờ vào Cục Kỹ thuật để thuyết trình. Thế nhưng, bức tranh về xã hội miền Bắc dưới chế độ Cộng sản lần lần được hiện ra rõ nét trong tâm tưởng ông Trương Văn Ẩm. Bắt đầu từ giây phút ông bị anh lính gác cổng không cho vào thuyết trình vì cách ăn mặc miền Nam không đúng theo tiêu chuẩn quy định, cho đến thượng úy trực ban cũng không thể can thiệp cho vào để ông làm tròn nhiệm vụ thứ hai được giao. Vì nguyên nhân này mà ông Ẩm có thời gian tham quan Hà Nội, được tận mắt thấy cảnh đời sống thường nhật của người dân Hà Thành, kể cả những trí thức trở về từ các nước Đông Âu. Do thời tiết bị bão, không có máy bay về lại miền Nam, ông Trương Văn Ẩm quyết định về thăm cố hương Thái Bình, nơi ông di cư từ hồi 8-9 tuổi. Họ hàng gần xa đều đến đông đủ tai bắt mặt mừng. Trong thời gian 3 ngày thăm viếng, lời khuyên ngắn gọn của người cậu ruột ám ảnh ông Trương Văn Ẩm. Cậu cứ nói tôi là mày phải đi đi, mày không được ở lại. Bởi vì lý do mày ở lại, mai mốt mày về mày quốc đất thôi, nó chỉ sử dụng mày một thời gian thôi khi nào nó biết hết. Rồi buổi gặp mặt tình cờ với phi công Tiêu Khánh Nha đã khiến ông Trương Văn Ẩm đi đến quyết định cho một chuyến vượt biên bằng máy bay quân sự sau khi nghe chia sẻ của thượng úy chế độ mới này. Ông nói là cái vụ mà chiến tranh của biên giới đó, 78, tôi mang cái họ Tiêu, mà nó nói tôi là gốc tàu mà tôi có biết ông cố ông nội tôi có phải tàu không. Nhưng mà bây giờ đó, là nó muốn hất tôi ra khỏi sân bay, không cho được phép đi tới gần máy bay, cho nó cho về vườn thôi. Kế hoạch cho một cuộc vượt thoát bằng cách cướp chiếc máy bay quân sự C-130 đang được ông Ẩm phụ trách sửa chữa ở sân bay Tân Sơn Nhất được lập ra chớp nhoáng. Mọi dự trù về săn nhớt, an ninh, phòng không đều được bàn tính chi ly chỉ vỏn vẹn trong 3 ngày. Nếu mà đi đúng giờ giấc thì mình cất cánh rồi thì F-5 Biên Hòa chưa cất cánh. Lý do là khi mà nó nghe nó báo động như này nó phải gọi lên phòng tác chiến trên đó. Phòng tác chiến nó mà check tới check lui á. Đúng rồi đó, thì nó mới cho lệnh xuống phòng hành quân mới ra lệnh cho mình pilot ra ngoài máy bay. Người mất khoảng 10 đến 15 phút mà cái thời gian mà nó nói chuyện với nhau khoảng 5-10 phút rồi, khoảng 25 phút đến nửa tiếng thì máy bay mới cất cánh được, mà mình đã cất cánh rồi 15 phút là mình mất tiêu rồi. Kế hoạch bị trì hoãn, thay vì xuất phát vào giờ rê ngày thứ Tư thì mãi đến giờ cơm trưa ngày thứ Bảy, nhóm người trong tổ nhân viên kỹ thuật hàng không của ông Ẩm và một bộ đội canh gác máy bay trên mặt đất bị khống chế, bắt đầu giây phút trở thành không tặc. Khoảng 11 giờ thì bắt đầu tôi cho anh em quay máy. Khi quay máy lên một chút xíu, dừng 5 phút thì có một anh bộ đội, anh kéo một chiếc máy bay loại C-119 đi ngang cái đường taxiway đó. Cái đó anh nằm đứng ở giữa đường à. Đứng đó là mình không bay ra vô nữa đó, với cái bay lớn đó. Theo kế hoạch, vợ chồng và hai đứa con nhỏ của phi công Tiêu Khánh Nha sẽ xé hàng rào chạy vào sau khi nghe tiếng 4 động cơ chiếc C-130 được khởi động. Nếu trục trặc xảy ra thì các động cơ sẽ bị tắt. Đây là tín hiệu cho gia đình phi công này không được di chuyển tiếp cận máy bay. Do bị chiếc C-119 chắn ngang, 4 động cơ bị tắt, trong khi ông Ẩm đang cố gắng tìm cách giải quyết, thì phi công Tiêu Khánh Nha không làm theo kế hoạch. Ông Nha ông nóng ruột, trùng ra ông chạy vô. Ông cứ hỏi và tôi nói anh cứ đi ra đi, rồi ăn cơm xong rồi liên lạc sau. Anh đi ra khỏi đây đi, tụi an ninh bảo vệ mà thấy anh đứng nói chuyện tôi là phiền phức. Sau đó không lâu, mọi việc suôn sẻ. Tôi sắp xếp xong bằng hoàng á, thì quay máy khoảng 5 phút sau á, thì nhìn ra phía hàng rào á, không thấy gia đình ông Nha đâu hết. Trong giây phút căng thẳng không thấy gia đình phi công Tiêu Khánh Nha xuất hiện, thì một bộ đội chạy đến khiến mọi người chết đứng. Hóa ra là người trong gia đình phi công Nha ăn theo, mặc đồ lính, xé rào chạy về hướng máy bay. Cuối cùng 13 người có mặt trong phi hành đoàn bất đắc dĩ và chiếc C-130 bắt đầu lăn bánh sau 2 giờ chiều ngày 24 tháng 11 năm 1979. Vừa đi lấy thẳng cái bay tới ngang hàng không Việt Nam ở chỗ cái đài kiểm soát đó, cái là phóng ra cất cánh về về hướng cánh lái. Lúc đầu là tính đi thẳng đó, đi qua Biên Hòa là đi thẳng qua Vũng Tàu, nhưng mà phút chót lại đổi. Khi nó cất cánh mới được rồi là bay ở hướng Thủ Thiêm á, bay 10 phút là tôi thấy biển rồi, tới Vũng Tàu rồi, bắt đầu lên cào, anh em mình nó ôm nhau khóc hết á, tôi khóc thôi mới bay vậy đó. Dường như kế hoạch được trót lọt, không gặp trở ngại nào từ lực lượng phòng không Việt Nam. Thế nhưng, thời tiết buổi chiều ngày thứ Bảy định mệnh là một thách thức cho nhóm không tặc bao gồm 2 trẻ em. La bàn thì không có, bị hư, bản đồ không có. Thì chúng tôi dự nhìn theo cái cách là mình học địa lý hồi xưa mình đi học á, ra xa bờ biển Tàu là mình nhìn theo bờ biển mình đi thôi. Thì trời nó xấu quá, nó xuống thì nó tối, mưa nó phải bay lên cao. Bay lên cao chừng 5-10 phút, 10 phút lại đi xuống. Xuống đâu lần thứ tư á, là chúng tôi thấy được cái mõm của Malaysia. Và thấy Malaya chứ gì sẽ tới Singapore. Chúng tôi học địa lý tôi biết. Bay chừng 10 phút ấy, thì tôi lại lên lại. Tại trời nó xấu á, xuống trở lại á, thì thấy cảng ở Singapore nó vô đèn đuốc hết sáng. Tôi nói ở đúng Singapore phía trước rồi. Cất cánh được êm xuôi. Thế hạ cánh thì thế nào? Chúng tôi bật liên lạc. Chúng tôi không có tần số là liên lạc không có được. Không có ai trả lời hết. Thành chúng tôi phải đáp cái tín hiệu gọi là MCC quốc tế là chúng tôi lắc cánh 3 lần. Bật đèn xanh chớp rồi lắc cánh 3 lần. Khi lắc cánh 3 lần đó thì tôi nhìn thấy cái đài kiểm soát của sân bay của Singapore đó, chiếc đèn đỏ. Rồi vậy nó nhận được tín hiệu mình rồi, nhưng mà đèn đỏ là không được đáp. Và chiếc C-130 đáp xuống sân bay Singapore một cách an toàn. Mọi người được yêu cầu chờ trên máy bay, được cung cấp thức ăn và được chở đi vệ sinh. Sau vài giờ đồng hồ, cảnh sát Singapore nói rằng sẽ cho máy bay dẫn đường bay qua Philippines. Đoàn người nhất quyết không đồng ý và khẩn thiết xin được gặp nhân viên Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Singapore. Nhóm 13 người được giữ lại Singapore, ngày Chủ nhật hôm sau được làm việc với cảnh sát của đảo quốc Sư Tử. 2 ngày kế tiếp được gặp nhân viên Hoa Kỳ. Trong cái ngày khai báo ngày thứ 2, ngày thứ 3 có một ông Mỹ, ông là đại úy, ông nói thẳng ông là CIA. Ông qua ông nói chuyện với tôi, ông nói tiếng Việt Nam với người Việt Nam vậy. Ông nói ông chào mừng tôi thì ông nói tôi một câu như này nè. Mấy anh đi á là mấy anh không phải là náo loạn Tòa Bạch Ốc, náo loạn Ngũ Giác Đài, náo loạn cả nước Mỹ luôn, cả thế giới luôn. Chúng tôi nhặt mấy anh nhưng chúng tôi không tin tưởng mấy anh và chúng tôi cũng đặt nghi vấn là có sự sắp xếp của Việt Cộng để cho mấy anh đi. Thành tôi đang ở ngoài bên Đức mà tôi được tận người rất gặp mấy anh. Kết quả là cả 13 người được quy chế tị nạn chính trị và sẽ được định cư ở Hoa Kỳ. Trả lời câu hỏi, mọi người mong muốn điều gì sau khi nhận được kết quả này? Ông Trương Văn Ẩm ước ao được đặt chân đến Mỹ trước ngày Noel sắp đến. Điều mong ước tưởng chừng không tưởng ấy được đáp ứng. Trong khi mọi người hài lòng với món quà một bộ đồ và đôi giày bata mới chuẩn bị lên đường qua Mỹ đón Noel chỉ trong vòng 1 tuần, thì người bộ đội con tin lại xin được quay về Việt Nam. Dù mọi người khuyên can thế nào thì anh lính cụ Hồ vẫn không thay đổi quyết định. Nên mới khóc lóc, con nói ba em già 70 tuổi, nếu cho em về nhìn ba em cái là em chết cũng được. Như hàng triệu người Việt bỏ nước ra đi tìm tự do, 12 người này đã trở thành không tặc để đi tìm sự sống trong cái chết. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mở phiên tòa xét xử khiếm diện, tuyên án tử hình đối với Thượng úy phi công Tiêu Khánh Nha. Ông Trương Văn Ẩm và những người còn lại bị tuyên từ 20 đến 35 năm tù giam. Cuộc đời mới ở Hoa Kỳ của 12 người, thoát đó đã 36 năm với nhiều đổi thay. Sau khi đến Mỹ không lâu, một người trong nhóm bị bạo bệnh. Tro cốt của người này được gửi về cho gia đình qua đường bưu điện. Thế nhưng, tên họ của người đã khuất mang tội phản quốc nên bị gửi trả ngược lại Hoa Kỳ. Trong mấy năm qua, một thành viên khác trong nhóm trở về Việt Nam lại được chào đón như một Việt kiều yêu nước. Riêng người chủ mưu cuộc không tặc vô tiền khoáng hậu, ông Trương Văn Ẩm vẫn kiên định tư tưởng. Tôi chỉ về khi là không cộng sản, còn cộng sản là không bao giờ tôi về hết. Đồng thời vẫn luôn thăm hỏi tung tích của người bộ đội tên Tạo, dù đến nay vẫn chưa có manh mối nào. Trong những phút giây bất chợt nhớ về lần vượt thoát, lẫn trong âm thanh văng vẳng tiếng động cơ và cánh quạt của chiếc C-130, còn có tiếng khóc nghẹn ngào đòi trở về Việt Nam của anh Tạo. Và ông Ẩm tự hỏi liệu rằng sau bao vật đổi sao dời, người lính trẻ có còn giữ vững lập trường của mình hay chăng? Tự do tôi trả bằng nước mắt, tự do anh trả bằng máu xương, tự do em đổi bằng thân